Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ok các bạn ơi, thì video hôm nay thì mình cho các bạn xem một quả sáo mà siêu to khổng lồ. Thì mình cũng đang trong quá trình hoàn thiện nó các bạn. Đấy, đây quả sáo này. Rất là to luôn. Làm cho một anh trai mà cũng thường xuyên lấy sáo của mình, nhưng mà là sáo trúc các bạn ạ. Anh ấy lấy sáo trúc của mình thường xuyên lắm. Anh ấy đặt mình một cái sáo rất là to. Hiện tại mình đang hoàn thiện nốt để ngày mai gói hàng gửi cho anh ấy nhé. Cái này là rất là to. Đấy. To bạch luôn này. Vẫn bằng gỗ mít. Hiện tại mình đang mở miệng nốt ra. Đấy. Theo yêu cầu của anh ấy để nguyên mộc, xong rồi về anh sẽ full PU các kiểu cho nó đẹp. Ok. Thì đây cho các bạn xem, chưa qua các bạn xem. Hiện tại mình vẫn đang mở miệng để cho nó đủ kích thước nhé. Đấy, vẫn đang mở miệng ra, miệng này vẫn chưa đủ. Cái hàng to này hơi khó làm một chút, nhưng mà nghe âm cái loại này thích lắm các bạn ạ. Nghe nó đậm người lắm. Đấy. À, một tay cầm này rất là khó. Đấy. Làm con này cũng rất là mất thời gian. Nhờ được cái là khi làm xong ra âm thả lên nghe thích lắm. Con này có đường kính của nó là xấp xỉ 13 cm đấy. Xấp xỉ 13 cm là cái đường kính của nó. Và cái chiều dài của nó là hơn 1 m. Tầm 1m03, 04 thì mình chưa đo chính xác, nhưng mà hơn 1 m. Thì cả vững. Rất là to. Và cái quả này thì phải lắp diều khoảng tầm trên 4 m. Trên 4 m lắp cái quả này mới vừa. Nặng 7 lạng. Nặng chính xác là 7 lạng. Cầm rất là thích tay luôn. To luôn, cặn tay. Đấy, các bạn nghe thấy nó có động. Hiện tại mình đang mở miệng, đang mở cho nó đủ kích thước. Bình thường làm nếu các bạn mở miệng thì các bạn cứ x2 lên, cứ x2 cái chiều rộng, cái đường kính lên, đường kính của ống x2 lên, và làm cái chiều dài nó nhân 7 đến 7,5. Thầy nói thế thì bạn nào làm sáo thì các bạn cũng sẽ biết mình nói cái gì. Còn bạn nào không biết làm sáo thì cũng coi như là thêm chút kiến thức về sáo thôi. Mình thì mình cũng không giàu kiến thức về sáo này lắm, bởi vì mình cũng làm một phần làm chơi, làm nhiều thì có thêm kinh nghiệm luôn. Có kinh nghiệm thì chia sẻ cho anh em. Đấy. Cầm con này cũng khá là vất vả các bạn. To quá, cầm cả tay. Đây mình phải dựa vào cửa đây, dựa vào cửa này để nó giữ cho mình một phần. Đấy, còn phần kia tay mình giữ này, chứ không thể cầm được như sáo con bình thường. Mệt lắm. Tuy nó không nặng lắm nhưng mà làm một lúc thì nó sẽ mỏi tay. Hơi
Đấy các bạn nhìn với cái ghế này, cái ghế này, cái ghế đỏ to đấy. Đấy, nhìn kinh khủng không? Quá là ác chiến luôn đấy. Đấy các bạn ạ, hoàn thiện được em này cũng mất rất nhiều thời gian, phải mất gần nửa tháng mới hoàn thiện xong cái em này đấy, rất là lâu luôn, bởi vì còn phải chuẩn bị nguyên liệu mới lại cái nắp phổi làm rất là lâu, tô làm lâu á. Đấy, còn chỉnh âm chỉnh ếch nữa. Đấy, ok các bạn, nếu mà muốn nghe âm thanh của em siêu phẩm này thì nhớ theo dõi kênh của mình nhá, video sau mình cho các bạn là nghe âm thanh của nó. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chỉnh nốt âm cho chỉnh nốt cái miệng, mở nốt miệng cho em nói nhé các bạn nhá. Đấy thì hẹn với anh trai là ngày mai là sẽ giao, anh trai Thái Bình. Đấy, ngày mai mình sẽ gói hàng đi giao. Ở đây đã chuẩn bị nguyên liệu đây, mấy cái thùng xốp rồi. Đấy, chuẩn bị xốp để đóng hàng rồi. Đấy. Đấy, các bạn nhớ theo dõi video để nghe được cái âm thanh của em này nhé. Đấy, mình sẽ cho các bạn nghe lại âm thanh cũng như là lưu lại cái kỷ niệm đối với mình. Đấy, đúng là từ bé ăn giờ, hôm nay mình gọi là được cầm cái em siêu phẩm to như thế này và được tay mình chế tác ra. Đấy các bạn ạ. Ok, nhớ theo dõi video nhé.